kính chào quý vị khán thính giả của người Việt Channel, tôi là Bùi Như Mai từ San Jose, California. Quý vị biết gì không? Tôi thâu um, gần xong á thì là um, internet bị uh, có vấn đề, thành ra nó cắt ngang, thành ra bây giờ là phải thâu lại từ đầu. Thì cả tuần nay đó, 10 ngày nay là California bị mưa nhiều lắm. Miền Bắc California không mưa nhiều bằng miền Nam California, nhưng mà cũng mưa nhiều, quý vị. Thành ra là bị điện bị cúp điện rồi là internet có vấn đề nó xảy ra hoài thành ra hy vọng bây giờ tôi thâu lần này thì sẽ không bị um, thâu đi thâu lại nữa thành ra gửi đến cho quý vị hôm nay hơi trễ hôm qua là một ngày chúng ta nhận được tin vui từ tòa án phúc thẩm khu vực của thủ đô Washington chúng ta vui vì ít nhất chuyện Trump cố tình trì hoãn không muốn bị đem ra tòa xét xử và chuyện truy tố Trump đã đi được nửa đường rồi có quá nhiều các bài bình luận phân tích về phán quyết của tòa phúc thẩm sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các thẩm phán của tối cao pháp viện khi họ quyết định về Trump. Theo như chúng ta đã thấy những quyết định của tối cao pháp viện với 6 thẩm phán bảo thủ và mà ba người đã là do Trump bổ nhiệm rồi thì quyết định của họ cho tới giờ phút này chúng ta thấy là không thiên vị cho cá nhân Trump cho lắm quyết định của họ về các chính sách bảo thủ thì đúng là họ nghiêng hẳn về phía bảo thủ. Nhưng riêng đối với cá nhân Trump thì họ khá công bằng. Các phán quyết của họ về kết quả bầu cử năm 2020 mà Trump kiện lên tối các pháp viện, họ đều bác hết và Trump đã thua trắng tay luôn. Trump nghĩ là họ phải mang ơn ông ta, nên sẽ phải xử đẹp cho ông ta. Nhưng mà ai ngờ là kết quả không như Trump mong muốn nên Trump chửi um lên mà phải công nhận là chắc tối cao phát viện này quý vị họ cũng hoài với Trump luôn đó. vì Trump có sẵn tiền quyên được của dân nghèo của ông ta lên đến tiền triệu mà quý vị cho nên sẵn cái cái cái, cái mớ tiền triệu đó, đó, bất cứ chuyện gì Trump cũng đem lên đến cửa của tối cao phát viện mà khiếu kiện giống như con kiến đi kiện củ khoai vậy đó thua sạch túi mà vẫn cù nhầy đi kiện hy vọng và có tập thẩm phán nào nghĩ đến chút ơn Trump bổ nhiệm mà thương tình về phe Trump chăng? Nhưng mà có ông thẩm phán Clarence Thomas, ông này không phải do Trump bổ nhiệm mà phò Trump 100%. Vì bất cứ vụ kiện nào mà Trump đem lên, ông này cũng nhắm mắt về phe Trump. Và hiện nay thì ông thẩm phán này đang bị áp lực yêu cầu ông ta nên rút lui khỏi các vụ kiện liên quan đến kháng cáo của Trump. Vì vậy ông ta có tham gia vào các âm mưu giúp Trump đánh cắp kết quả bầu cử. Nhưng ông thẩm phán này cái mặt ông vẫn lì, vẫn nhân nhân cái mặt của ông ta ra. Có thể là ông ta cố ý ngồi lì lại để giúp Trump chăng? Những ngày sắp tới nha quý vị, chúng ta nên chú ý ông này cho kỹ nha, để coi ông ta sẽ đối phó với chuyện kháng cáo của Trump ra sao. Khi mà tối cao phát viện chỉ cần có bốn thẩm phán nói yes là tối cao pháp viện sẽ thụ lý hồ sơ kháng cáo của Trump. Nhưng bây giờ chúng ta điểm lại coi hậu quả của Thượng viện Cộng Hòa đáng lẽ phải luận tội Trump lần thứ hai ngay sau bạo loạn 6 tháng 1 khi Trump bị hạ viện impeach. Lúc đó Mitch McConnell là lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Thượng viện thì khuyên các thượng nghị sĩ Cộng Hòa không được impeach Trump nhưng mà ngay sau khi bỏ phiếu tha bổng cho Trump rồi thì Mitch McConnell ra tuyên bố ở Mỹ là tòa án sẽ là nơi xử và kết tội Trump chứ không phải là quốc hội. Nhưng mà khi tòa án truy tố Trump thì chính quốc hội Cộng Hòa lại hạch sách là tại sao dám truy tố lãnh đạo tối cao yêu dấu của họ. Và đây là bài bình luận với tựa đề là khi Trump không được quyền miễn tố tuyệt đối các đồng minh của Trump ở Thượng viện bị chửi là cũng đáng. Bài viết của Philip Bum, Philip Bum được đăng trên báo The Washington Post ngày 6 tháng 2 năm 2024 do Bùi Như Mai dịch. Tranh cãi pháp lý trên mặt nổi là có vẻ quan trọng, dù là vấn đề đang tranh cãi chưa chắc đã quan trọng lắm, các luật sư của Donald Trump biện hộ rằng Trump nên được quyền miễn tố tuyệt đối trước các cáo buộc liên bang mà công tố viên đặc biệt Smith đã truy tố Trump. Nhìn chung, khi nghe những biện hộ vớ vẩn kiểu này từ luật sư của Trump thì mọi người thấy nó vớ vẩn thiệt. Trump chỉ muốn trì hoãn các phiên tòa hình sự trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 này vì nếu Trump tái đắc cử thì các vụ truy tố này sẽ biến các lý do được họ đưa ra để biện, biện hộ cho quyền miễn tố, chẳng hạn. Như họ tranh cãi là Trump đã bị impeach lần thứ hai ngay sau bạo loạn 6 tháng 1 ở Quốc hội năm 2021 rồi. Có nghĩa là vụ truy tố Trump về tội bạo loạn ở tòa án bây giờ sẽ là double jeopardy, làm cho các chuyên gia pháp lý há hốc mồm và trợn ngược con mắt về lý lẽ vô lý của họ. Double Jeopardy là một trọng tội không thể đem xử hai lần ở hai tòa khác nhau. các luật sư trump luôn cãi rằng trump đã bị impeach rồi thì nếu đem ra tòa xử nữa là double jeopardy biết là vô lý nhưng tòa phúc thẩm của thủ đô washington vẫn phải phân tích và xử những lý lẽ vô lý đó và ba quan tòa của tòa phúc thẩm đã đưa ra phán quyết rất chi tiết để phản bác lại các lý lẽ mà luật sư và đồng minh của Trump đã đưa ra để biện, để biện hộ cho Trump. Trong phán quyết mà tòa phúc thẩm đã công bố vào sáng hôm qua là sáng thứ ba, tòa án đã bác bỏ lý lẽ của Trump cho rằng đã luận tội Trump rồi thì không được truy tố hình sự Trump nữa. Khi tòa phán quyết như vậy, tòa đã đập thẳng vào mặt các thượng nghị sĩ Cộng Hòa không dám impeach Trump sau bạo loạn. Vì lúc đó Đảng Cộng hòa ở thượng viện đã cố gắng bảo vệ che chắn cho Trump khi không kết tội Trump sau bạo loạn 6 tháng 1. Các luật sư của Trump đã cố gắng cãi là Trump đã bị hạ viện impeach sau ngày 6 tháng 1 rồi Trump đã bị thượng viện xử và vì không đủ 2 phần 3 phiếu ở thượng viện nên Trump được tha bổng. Các luật sư của Trump dùng tu chính án số 5 là một tội không thể bị đem ra xét xử hai lần. Vì vậy, họ lập luận rằng Trump không thể bị liên bang truy tố nữa và được đem ra tòa xử nữa. Tòa phúc thẩm bác bỏ lý lẽ vô lý này như sau. Thứ nhất, impeach không bao giờ đưa đến bị trừng phạt hình sự. Thứ hai là bản cáo trạng truy tố Trump của công tố viên đặc biệt Jack Smith không truy tố Trump cùng một tội như tội như tội duy nhất trong nghị quyết impeach Trump. Ba thẩm phán tòa phúc thẩm đã viết rõ ràng là luận tội, tức là impeach là một thủ tục của quốc hội, hạ viện truy tố và thượng viện xét xử. Thủ tục thì đúng như vậy, mà Trump luôn khoác lác bịp bợm rằng ông ta bị luận tội là vì quốc hội dân chủ muốn hại ông ta, chứ ông ta chẳng có làm gì sai trái cả. Và Trump dùng việc thượng viện tha bổng cho ông ta hai lần để tự minh oan cho những việc làm quá bậy của mình. Nhưng sự thật như chúng ta biết không phải như những gì Trump đã huynh hoang, hoang tuyên bố đâu. Và phán quyết của tòa phúc thẩm đã cho chúng ta thấy rõ điều này phán quyết của ba quan tòa đã viết impeach chỉ là thủ tục chính trị nên có được tha bổng thì điều đó không có nghĩa là sẽ thực sự thoát được tội hình sự Trump được tha bổng trong phiên tòa impeach của Thượng viện với cáo buộc kích động bạo loạn là vì Thượng viện Cộng Hòa không dám bỏ phiếu luận tội Trump. Cho nên họ tha bổng Trump. 43 thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu tha bổng cho Trump vì họ quan tâm đến nhiều mối lo ngại khác nhau và những mối lo ngại mà họ quan tâm không liên quan gì đến việc Trump có thực sự phạm tội hay không. Và phán quyết của tòa phúc thẩm này đã nhắc lại cho chúng ta hàng loạt lý do được các, thượng, được các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đưa ra để tha bổng cho Trump. Họ đổ lỗi cho vấn đề mang tính thủ tục chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Todd Young, Đảng Cộng hòa tiểu bang Indiana, đổ lỗi cho Hạ viện đã vội vã tiến hành luận tội. Rồi họ đổ lỗi cho chính trị, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Ron Johnson, Đảng Cộng hòa tiểu bang Wisconsin, đổ lỗi là vì hận thù và chia rẽ. Phán quyết của ba quan tòa phúc thẩm cũng cho thấy rằng 30 thượng nghị sĩ đã chống đối việc luận tội vì vào thời điểm phiên tòa luận tội ở thượng viện được tiến hành, trump đã không còn là tổng thống nữa. họ lý luận như vậy đó. mà đó là điều mà tòa phúc thẩm gọi các thượng nghị sĩ cộng hòa này là những người tự cho mình có thẩm quyền để bảo vệ và che chắn cho trump và họ chống lại chuyện luận tội cũng chính những thượng nghị sĩ cộng hòa đó bao gồm cả lãnh đạo phe thiểu số tại thượng viện là Mitch McConnell cũng đã bị phán quyết này chỉ trích các luật sư của Trump đã lý luận rằng Trump không thể bị truy tố hình sự trừ khi Trump bị luận tội và kết án trước đã nếu mà đúng như vậy và nếu các thượng nghị sĩ cộng hòa họ nghĩ họ có thẩm quyền và họ dùng cái thẩm quyền đó là lý do chính đáng để không kết tội Trump thì điều đó có nghĩa là không có cựu tổng thống nào có thể bị kết tội nếu ông ta phạm tội khi còn đương nhiệm nếu trump phải bị luận tội trước khi bị truy tố và thượng viện không thể luận tội trump vì trump không còn là tổng thống thì trump đã được giải tội một cách quá phi lý phán quyết của tòa phúc thẩm còn viết thêm rằng luận tội không phải là một phiên tòa hình sự và nó không thể kết tội hình sự cho nên tu chính án số 5 không được áp dụng để ngăn ngừa tình trạng double jeopardy trong trường hợp của Trump. Và Trump không phản bác lại điều này. Và Trump không giải thích được lý do tại sao ông ta tin rằng impeach lại liên quan đến double jeopardy. Khi mà Trump biết thừa là impeach không liên quan đến trừng phạt hình sự, phán quyết của tòa phúc thẩm đã có phần giải thích chính đáng để cho các chuyên gia pháp lý không trợn ngược mắt nữa về các lý lẽ ngu xuẩn của phe Trump. Không có bí ẩn gì về lý do tại sao các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa từ chối kết tội Trump trong phiên tòa luận tội vào tháng 2 năm 2021. Vì họ thấy đám cử tri yêu Trump cuồng điên vẫn gắn bó ủng hộ Trump. Có nghĩa là nếu họ chống lại Trump là họ phải trả một cái giá chính trị rất là đắt khi họ kết tội Trump có bảy thượng nghị sĩ cộng hòa đã bỏ phiếu để kết tội trump làm cho trump và đám cuồng trump phẫn nộ phát điên lên với họ sau đó trump lại dùng đám thượng nghị sĩ cộng hòa để che chắn cho trump thêm lần thứ hai nữa bằng cách dùng họ để ngăn chặn các truy tố hình sự đó là chuyện các luật sư của trump cãi rằng các quyết định của các thượng nghị sĩ cộng hòa đã không kết tội trump trong phiên tòa impeach có mức độ quan trọng và cao tương đương với phán quyết của bồi thẩm đoàn ở tòa án. Cho nên, tòa phúc thẩm phải viết công khai rõ ràng là no, không. Quyết định của các thượng nghị sĩ không tương đương như bồi thẩm đoàn ở tòa án. Các thượng nghị sĩ chỉ là những tay chính trị, chuyên làm chuyện chính trị. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của Philip Bum trên báo The Washington Post. Bài thứ hai cũng cùng chủ đề và có tựa đề là Tối cao pháp viện nên nhanh chóng phán quyết no, không cho trong quyền miễn tố tuyệt đối. Đây là bài viết của ban chủ biên báo The Washington Post ngày 6 tháng 2 năm 2024 và cũng do Bùi Như Mai Dịch. Phán quyết của tòa phúc thẩm Hoa Kỳ tại thủ đô Washington được đưa ra hôm thứ ba là Donald Trump không có quyền miễn tố vì ông ta muốn ngồi lại chức tổng thống sau khi đã thất cử năm 2020. Đây là một phán quyết cương quyết và mạnh mẽ để chống lại những tuyên bố ngu xuẩn của Trump. Chuyện Trump kiện về quyền miễn tố phải nên đến lúc chấm dứt và tối ca pháp viện hiện bây giờ có cơ hội để làm như vậy. Để kết thúc giống như là tòa phúc thẩm đã quyết định ba thẩm phán của tòa phúc thẩm đã mất gần một tháng để đưa ra quyết định này ba bà này được cả tổng thống cộng hòa và tổng thống dân chủ bổ nhiệm nhưng cuối cùng khi ba thẩm phán đưa ra phán quyết của mình họ đã đồng lòng với một quyết định duy nhất và sự quyết định này từ hai thẩm phán do Tổng thống Biden bổ nhiệm và một thẩm phán do Tổng thống Bush cha bổ nhiệm. Không những dựa vào lý luận pháp lý vững chắc, mà nó còn làm cho Trump khó có thể thuyết phục được toàn bộ tòa phúc thẩm với 11 thẩm phán phải xét xử lại nếu mà Trump kiện tiếp lên. Trump chỉ còn lại một chọn lựa duy nhất là nộp đơn lên tối cao pháp viện trước thời hạn thứ hai tuần tới mà ba thẩm phán của tòa phúc thẩm này đã, đã quyết định chỉ cho Trump đến thứ hai mà thôi. Sau đó, các thẩm phán ở tối cao pháp viện sẽ quyết định xem là có nên nhận đơn kiện của Trump hay không. Và khi làm như vậy, sẽ trì hoãn thêm phiên tòa xét xử Trump tội kích động bạo loạn mà thẩm phán tòa án District là Tanya chetkin Bà đã phải hoãn lịch xét xử Trump vì bà muốn đợi phán quyết các tòa trên Tối cao pháp viện nên từ chối không nhận đơn kiện của Trump để cho phán quyết của tòa phúc thẩm của thủ đô Washington được giữ nguyên Các thẩm phán của tòa phúc thẩm đã khôn khéo loại bỏ các lý luận của Trump mà ngay từ đầu đã không thuyết phục được họ Phán quyết của tòa phúc thẩm với 57 trang các thẩm phán đã viết rõ về sự vô lý của Trump Họ viết họ cho rằng là một tổng thống có thẩm quyền vô hạn để phạm những tội ác mà không ai có quyền kiểm soát ông ta và đây là sự kiểm soát căn bản nhất đối với cơ quan hành pháp trong thể chế tam quyền phân lập chẳng hạn như cơ quan hành pháp có trách nhiệm phải công nhận và tuân theo kết quả bầu cử và phán quyết đã giải thích là theo như hiến pháp đã quy định một mình tổng thống có nhiệm vụ phải thực thi luật pháp một cách trung thực và đứng đắn như vậy thì làm sao một tổng thống lại có quyền vi phạm những cái luật đó các tổng thống trước đây như là richard nixon đến bill clinton đều hiểu rằng họ sẽ bị truy tố hình sự và vì vậy mà phán quyết này của tòa phúc thẩm có thể sẽ ngăn cản được các tổng thống khác trong tương lai là người nắm giữ chức vụ cao nhất nước không thể lạm dụng quyền lực của họ một cách bất hợp pháp được. Phán quyết này cũng cho chúng ta thấy một điểm quan trọng khác là nếu để cho Trump thoát cái tội mà chưa có tổng thống nào đã làm trong quá khứ đó, đó là tội tấn công vào chính phủ. Điều đó sẽ làm giảm quyền lực của hai nhánh tư pháp và lập pháp trong vai trò kiểm soát nhánh hành pháp đây là quyền lực mà hiến pháp đã cho từng nhánh để kiểm soát lẫn nhau. trump thoát tội cũng sẽ vi phạm quyền công dân của dân chúng hoa kỳ đó là quyền bỏ phiếu và quyền lá phiếu của họ phải được đếm phải được công nhận tối cao pháp viện cũng nên từ chối không thụ lý hồ sơ kháng cáo của trump đưa lên cho tối cao pháp viện xử làm như vậy tức là tối cao pháp viện sẽ hạn chế khả năng trì hoãn của trump Trump đang là một ứng cử viên tổng thống và là cựu tổng thống. Nên Trump quyết tâm sử dụng mọi lý do để trừ để trì hoãn phiên tòa xét xử Trump cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Phán quyết của tòa phúc thẩm cho phép các thủ tục tố tụng ở tòa của bà thẩm phán Trích Cân được tiếp tục nhưng mà nếu tối cao Pháp viện đồng ý xét xử hồ sơ kháng cáo của Trump thì mọi diễn tiến ở tòa của thẩm phán cân sẽ bị đình chỉ. Có thể cho đến tháng 7 luôn. Và tất nhiên, đây chính xác là điều mà Trump mong muốn. Vì Trump muốn đắc cử trước khi bồi thẩm đoàn có thể kết án ông ta. Và sau khi tái đắc cử, Trump sẽ chỉ thị cho bộ tư pháp của ông ta dẹp bỏ hết các vụ truy tố này không giống như bất kỳ vụ truy tố hình sự nào khác hoặc với bất kỳ bị cáo nào khác. Vấn đề Trump cứ cố gắng kéo dài mọi chuyện ra để trì hoãn là một thách thức đặc biệt đối với hệ thống tư pháp của đất nước. Nếu tối cao pháp viện quyết định thụ lý kháng cáo của Trump để ngăn cường để ngăn ngừa những hành vi phạm tội tương tự thì tối cao pháp viện nên giải quyết nhanh chóng như là công tố viên đặc biệt Jack Smith đã yêu cầu. Việc đưa ra phán quyết không phải là điều khó khăn trong vụ kiện này. Một vụ kiện đã có quá nhiều bằng chứng rõ ràng. Thứ năm này, tối cao pháp viện sẽ nghe hai bên tranh cãi về việc tu chính án số 14 có sẽ được áp dụng để loại Trump ra khỏi danh sách ứng cử viên tổng thống hay không. Và trong cả hai kháng cáo của Trump, Tối cao Pháp viện có cơ hội chứng minh rằng họ không ủng hộ Trump cũng không chống Trump. Mà chứng minh rằng họ không từ bỏ trách nhiệm cũng như không mở rộng quyền lực của mình để đạt được mục đích chính trị mà một vài thẩm phán có thể mong muốn như vậy. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của Ban chủ biên báo The Washington Post đáng lẽ tôi đã ngừng ở đây rồi nhưng mà tôi thấy có thêm một bài nữa ở trên báo The New York Times cũng 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 hay quý vị mà nó ngắn cho nên là tôi lại um, dịch thêm để gửi đến cho quý vị bài này thì nếu quý vị dáng nghe nếu quý vị không nghe thì cũng không sao uh, cứ skip đi nha quý vị thì bài này có tựa đề là phán quyết về quyền miễn tố là một đòn giáng mạnh vào chế độ quân chủ của Trump bài viết của David French trên báo The New York Times ngày 6 tháng 2 năm 2024 và cũng do Bùi Như Mai dịch. Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ tại Washington vừa tái khẳng định một cuộc cách mạng của Hoa Kỳ. Đó là quyết định của Tòa Phúc Thẩm ngày hôm, ngày hôm qua đã từ chối lời cầu xin miễn tố của Donald Trump. Đọc ý kiến của Tòa Phúc Thẩm đã giúp chúng ta một bài học về quyền công dân. Bài học đó có thể tóm gọn trong một câu là không có người nào ở đất nước này ở vị trí cao đến mức có thể đứng trên luật pháp được tất cả các nhân viên của chính phủ từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất đều là những người phải sống với luật pháp và có nghĩa vụ tuân theo luật pháp đó đó là lời tuyên thệ khi vào làm việc cho chính phủ liên bang bất cứ ai gia nhập vào quân đội hoặc vào làm cho chính phủ liên bang vào quốc hội hoặc nhậm chức tổng thống đều phải tuyên thệ trung thành với hiến pháp của đất nước. Không phải tuyên thệ với quốc gia không đâu. Và chắc chắn không phải tuyên thệ với một cá nhân nào cả. Nói một cách dễ hiểu. Điều đó có nghĩa là khi Trump đã tuyên thệ trước pháp luật khi nhậm chức tổng thống và do đó khi Trump làm loạn Ông ta tuyên bố rằng ông ta không cần tuân theo luật pháp hoặc không có luật nào có thể dùng để kết tội ông ta. Nghe sao mà sai, quá sai đi, sai từ cốt lõi luôn. Lý luận của Trump là ông ta muốn đưa chế độ quân chủ vào luật pháp Hoa Kỳ. Ông ta muốn tạo ra một tầng lớp quý tộc của Tổng thống và cựu Tổng thống là những người sẽ sử dụng quyền lực của văn phòng Tổng thống với quyền miễn tố tuyệt đối. Hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm với pháp lý, không bị truy tố hình sự lý luận kiểu này của Trump là không có cách nào sẽ thắng ở tòa án được và khi Trump có kháng cáo lên tối cao pháp viện tối cao pháp viện cũng không có cách nào giúp Trump thắng được và câu hỏi bây giờ là liệu tối cao pháp viện có chịu thụ lý kháng cáo của Trump hay không tối cao pháp viện có thể chỉ cần giữ nguyên quyết định của tòa phúc thẩm của tiểu bang Washington à, giữ nguyên quyết định của tòa phúc thẩm của thủ đô Washington và cho phép tòa district được đem vụ kiện Trump ra xét xử vào mùa xuân này. Thực tế thì đó là giải pháp tốt nhất. Dân chúng Hoa Kỳ xứng đáng được biết người mà họ sẽ bỏ phiếu cho có phạm tội liên bang hay không. Tranh cãi về quyền miễn tố sẽ không cứu Trump thoát tội hoặc là tránh ngồi tù đâu. Mà nó chỉ có thể trì hoãn phiên tòa và lý luận về quyền miễn tố của Trump mà các luật sư của Trump đã tranh cãi là lý luận quá yếu nên không có lý luận nào đáng để tối cao pháp viện đem ra xét xử nữa. Đến lúc phó thường dân Trump phải ra hầu tòa vì những việc làm bậy của tổng thống Trump. Tối cao pháp pháp viện nên đứng yên, đừng nhúc nhích cục cửa gì nha. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của David French trên báo The New York Times. Quý vị thấy tại sao mà Trump lại sợ ra tòa đến thế ra? Mà cứ phải tìm đủ mọi cách để trì hoãn. Câu trả lời quá dễ phải không quý vị? Là bởi vì Trump chắc chắn sẽ thua ở tòa, sẽ bị kết tội và ngồi tù vì có quá nhiều nhân chứng, quá nhiều bằng chứng là Trump biết mình thất cử nhưng muốn đánh cắp kết quả bầu cử nên đã xúi dục côn đồ xông vào quốc hội làm loạn. Tội đại hình này không hề nhẹ như quý vị. Còn nếu Trump muốn cãi chày cãi cối gì về sự vô tội của mình như Trump luôn hoanh hoang thì tòa án chính là nơi Trump cần để tự biện hộ cho mình chứ. Tại sao là phải trốn tránh hèn hại như vậy? Phải thú thật với quý vị là tới giờ phút này tôi vẫn chưa hoàn toàn tin là phiên tòa xử cơm tội kích động bạo loạn sẽ diễn ra trước ngày bầu cử đâu. Tối cao pháp viện chắc chắn không có lý do gì để xử cho Trump thắng được cả vì hiến pháp và luật pháp của đất nước dành dành ra đó và phán quyết của ba thẩm phán của tòa phúc thẩm đã quá mạnh và quá vững chắc nên tối cao pháp viện không có cách gì để mà tranh luận thêm nữa cả nhưng họ vẫn có thể giúp Trump nếu họ muốn là họ cứ trì hoãn tức là đã giúp Trump rồi đó thì quý vị nghĩ coi chỉ cần bốn phiếu thuận ở tối cao pháp viện là chuyện kháng cáo của Trump sẽ được tối cao pháp viện thụ lý và hai thẩm phán cực kỳ bảo thủ không phải chỉ về chính sách hay lý tưởng bảo thủ đâu nha quý vị mà họ luôn là người bảo vệ Trump đó là Clarence Thomas có bà vợ đã ra vào White House trước ngày 6 tháng 1 như là đi chợ vậy đó để mà âm mưu với Trump và bà ta liên tục text cho Mark Meadows là tránh văn phòng của Trump về các kế hoạch nên làm gì để giúp Trump đánh cắp để lật ngược kết quả bầu cử và các text này của bá với lại Mark Meadows đã bị khui ra ánh sáng hết rồi. Còn ông thẩm phán kia là Samuel Alito cũng là một thẩm phán rất rất bảo thủ và sẵn sàng cứu Trump. Chúng ta đã có hai rồi. Vậy chỉ cần thêm hai trong số ba thẩm phán mà do Trump bổ nhiệm là họ đã có đủ bốn phiếu để giúp Trump ngâm tôm cái phán quyết này của tòa phúc thẩm rồi. Cho đến chừng nào mà họ cảm thấy thuận tiện thời thời cái thời điểm thuận tiện và họ đưa ra pha phán quyết thì lúc đó các tòa án trễ rồi làm gì được nữa bây giờ quý vị thấy không tất cả các chức vụ và các cơ quan uy tín của Hoa Kỳ ngày nay không còn tin ai sẽ là người có tư cách sẽ làm tròn nhiệm vụ và bổn phận của một công chức liên bang phục vụ cho đất nước và cho dân nữa và vì vậy mà tôi chưa thấy lý do để chưa chưa có thấy lý do để thấy là Trump sẽ phải đền tội cho những tội ông ta đã phạm và tôi hy vọng và tôi đã sai và chúng ta lại phải chờ tiếp nha quý vị kính thưa quý vị đó là bài uh, dịch và bài nhận định cho ngày hôm nay xin kính chúc quý vị một ngày vui và uh, nếu quý vị bận rộn chuẩn bị chuẩn bị cho tết thì uh, vui vẻ để mà À, chúng ta sắp đón Tết nha quý vị um, xin kính chào quý vị và xin um, uh, nhắc với quý vị là link bài viết tiếng Anh luôn được kèm theo video này kính chào quý vị ạ